nhá. Chúng ta nhấn vào dự án mới này. Rồi, khi mà dự án mới thì chúng ta có thể là dự án là hình ảnh hoặc là dự án là về về video. Được chưa? Rồi. Ở chỗ này thì chúng ta có những cái tính năng chính như sau. Cái thứ nhất đó là chúng ta xem ở trên này ấy, đó là gì ạ? Về độ phân giải. Khi mà chúng ta nhấn vào cái phím trên cùng này. Đấy, thì nó có hai cái, một cái mũi tên đi lên là mình để xuất video, export để xuất video. Cái thứ hai nữa là có cái số 1080p này. Thì đấy là độ phân giải. Chúng ta có thể chọn độ phân giải là 2K, 4K. Đấy, hoặc là gì ạ? 1080p. Tỷ lệ khung hình. À, đây là gì ạ? Số lượng khung hình trên giây, số lượng frame trên giây. Đấy, được chưa ạ? Mình có thể là 60 hình trên giây hoặc là 30 hình trên giây. Đấy, cái tốc độ mã này là để đề xuất, tức là nó gì ạ? Nó làm cho cái hình ảnh nó đẹp hay không, đúng không ạ? Và cái âm thanh nó cũng sẽ nét hơn, nó sẽ rõ hơn. Đấy. Ngoài ra thì các cái tùy chỉnh khác thì chúng ta để thông thường với video trên điện thoại chúng ta chỉ cần xuất là 1080 và 30p. Đấy, là 30 là ok, được chưa ạ? Là rất là đẹp rồi. Rồi, nếu mà chúng ta xuất cái ảnh GIF thì chúng ta cũng có thể lựa chọn các cái tiêu chuẩn khác nhau. Tiêu chuẩn càng cao thì hình ảnh nó càng đẹp, anh chị em nhé. Đây là ảnh GIF, ảnh 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 chuyển động, ảnh động, được chưa ạ? Rồi, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai ở bên dưới này thì chúng ta có cái nút này để làm gì ạ? Để mở rộng cái khung hình ra để chúng ta có thể là gì ạ? Xem từ toàn cảnh. Rồi, cái nút này để play để chúng ta gì ạ? Di chuyển cái timeline. Ở bên dưới này là cái timeline, cái căn chỉnh thời gian, được chưa ạ? Chúng ta dùng tay chúng ta kéo nó ra. Đấy, để chúng ta sẽ chuyển sang bên trái, sang bên phải. Chúng ta dùng hai ngón tay chúng ta kéo ra, chúng ta kéo vào để làm gì ạ? Để chúng ta có thể là gì ạ? Xem được toàn bộ cái tiến trình của dự án. Đấy. Đấy, chúng ta zoom vào để làm gì ạ? Để chúng ta chỉnh sửa chi tiết. Đấy. Ok không ạ? Rồi. Chỗ này là có hai cái under và forward, tức là chúng ta có thể là back lại nếu như mà chúng ta làm cái gì đó mà chúng ta không hài lòng, chúng ta có thể quay trở lại. Ở trên này có cái khung thời gian. Chúng ta thấy là gì ạ? Đây là thời gian từ 0 giây này cho đến 3 giây này, 6 giây này, 9 giây này, 12 giây này. Được chưa ạ? Đó là khung thời gian. Rồi, khi mà mình để bỏ tắt tiếng này, bật tiếng này. Mình tắt tiếng đi thì toàn bộ cái clip này từ đầu đến cuối và các video khác của chỗ này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tắt hết. Đó, để mình đưa thêm các âm thanh khác.